nha. Hôm qua còn nó cũng đặt lợp được hang gắn, nó đưa đây đang chiều nay mấy chú cháu làm lương xương nó về quê à. Dạ, về thăm vợ rồi. Dạ, được con gắn nước, với con gắn rồi. Quên. Dính chưa? Cầm cái đầu của chú nè. Cầm gắn nước à. Nghe. Ông tôi kiếm gắn kia nha. Dân này dân không có chuyên nghiệp. Cái búa đừng có buông cái đuôi cái đầu con gắn kia ra nha. Con này là con gắn di voi. Đừng có buông nha. Các bạn. Nè cầm gắn đi. Cầm nha, ở buông nha. Buông nha. Con này cắn rồi nó bỏ gan luôn đó. Buông. Ba bữa rồi nó. Ba bữa xúc gan. Nó xì mũ rồi nặng rồi rồi. Dạ. Đó con này mới là gắn nước nè. Quá trời mập ha. À, biết gắn nước rồi. Công nhận mùa nước con gắn nước nó mập. Cái đặc điểm để nhận diện con gắn nước dễ nhất là mình nhìn cái sống lưng đó. Ta kêu gắn gáo nè. Rồi có chỗ kêu gắn gì. Một lần cắt lúa ha, trời đất ơi nó thì thôi. Nghe nó cắn con nhái ẹo 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 là ra nó ổng không mà giờ hiếm. Dạ bây giờ hiếm lắm. Cái nước này mà tháng 4 năm mà lúa còn mùa hè thu á, nước mới vừa ngập cái ruộng nhiêu này còn lúa á, cắm câu một nhái ha, 10 cần cá nó không dính, 10 cần có thể dính 3 gắn nước, 4 gắn nước. Dạ. Yeah. Con này cỡ gần ký không? Chắc cỡ đó ha. Còn con này cỡ 7-8 gram ạ. Cái lưng của nó thì có sọc đen với lại cái đỏ đỏ nè. Cái này thì nó không có độc nhưng mà nó hung lắm. Dạ. Yeah. Mình sợ. Mình nhát. Bây giờ tôi với anh Xui nó buông ra nắm đuôi cắn lộn nè. Đó, con vậy nè. Chơi nè. Lấy dụng ta lọc nhất. Rồi, cái thùng bê đây. Anh đây sẽ xòn ra một mớ khô để mình chiên giòn nè. Ăn thứ thứ đi ha. Ừ. Cá lóc, gô phi. Rồi... Cá chạch. Cá lóc mít nè. Cá nóc mít chứ. Ừ. Ừ, con này là nóc mít nè. Hôm nay chạy cá nó nhiều hơn đi. Ít anh ơi. Đó là dính con mặn cho ai mà không khoái. Chơi rồi. À, khô lương nữa. Cá lóc không khoái, cá lóc gì dừa vậy. Ừ. Cái này chiên ăn cơm ha, chấm mắm me. Gắn thì đi theo đu đủ, cái này đi theo như gì? Khô thì đi theo mắm me. À, đây, đây, đây còn màu bén nữa nha. À, ốc đắng. Ốc đắng thì nãy giờ mình ngâm ớt để cho nó nhả bùn ra. Chín để mình luộc cá. Chín để tới sáng ăn cái phơi xương ha. Dạ, công nhận một điều là bữa nay mình có gắn ngon nè, mà đu đủ cũng ngon. Đu đủ này vừa vừa đã, dạ. Vừa mối dịch luôn. Tiếc là anh Toàn ảnh về quê tới mấy ngày luôn. Cái rượu này mua dịch vậy nè, con nhìn là chắc nó vàng vàng xuống màu vậy ha, là bắt đầu hai nè. Dạ. Bây giờ cái mỏ nó giống như mỏ dịch ha. Ừ. Ừ. Okay. Rồi, chiên khô. Khô này là do anh Đen á, với Quyền làm thì lấy xương ra hết vậy. Bây giờ nhìn con khô nó rất là mỏng manh, với lại phơi nắng cũng nhiều á. Tại vì mình ở trên đồng thì mình phơi phải cho nó thiệt khô vậy nè, không thôi hư. Chú hai sẽ đó. Chiên sơ qua là chín à. Ủa hình như là không có khô cái gô phi hả? Không. Bốn loại. Cá lóc với cá chạch. Dạ. Gô phi là uống trà thôi. Gô phi là để uống trà hả? Gô phi là để uống trà, còn cô này có để nhậu nè. Nhậu là phải đặc sản mới chịu ha. Ừ. Bữa nào hay là sáng chú hai với anh Hoàng với anh Xui cũng dĩa khô vậy đó. Dạ. Dĩa khô phải chiên nè cái
Bữa nào sang sang thì chiên khô cá chạch lên hả? Chiên khô cá chạch thì nhậu. Khô này có không biết chiên là nó khét ngạt chưa hả? Dạ. Này kệ có nắng mình làm nhiều nhiều ha. Về quê cái mình cho bà con ngưỡng mới mới ăn lấy thảo. Này về quê cái đâu ai kêu mình đi lại nhậu cái mình xách khô cái đầu lại cái người ta có mồi rồi người ta có rượu cái mình quất hả? Miếng lương chín luôn này. Có nóc mít nè, trời ơi đó chú Hai ăn cái nóc mít này ha. Ai nói chết chú Hai ăn thôi. Ngày nào chú Hai cũng ăn nói. Nhiều người sợ á. Ừ cái này đó hình như đặt ở đâu nè tao Quyền. Đặt ở đâu. Dữ lắm luôn mà. Ở đây chứ đâu. Hả? Không ở đây. Đấy, ờ, trên Gò Bà Sáu. Dính nhiều hả chú Hai. Ừ dính dữ lắm luôn mà. Mấy ngày nay là dính cá chốt cũng nhiều nè. Sao tôi chưa làm khô cá chốt luôn. Khô cá chốt chứ còn làm không ngon. À. Cá chốt đây là mắm ha. Thật bữa nè, bữa nó xuống sông còn thấy khô cá lóc. Lương con bành không. Dạ. Chứ là cái lúc mà người ta bơm xạ cá lóc chết nhiều. Đó là. Lúc đó thì ghe đậu ngoài nắng không biết có ngợp thở. Con mặn khô thì đi về cho bà con cái nói này mày đi mặn này gì không có khô. Khô quá thì hình như là muốn ngợp nắng chết luôn. Dạ, phải đầu ngoài nắng để phơi. Cái con thấy mà mần ha, mà cái lúc mà không có cá ha thì khỏe lắm. Mà gầu chán luôn. Chứ chừng có cá rồi mà cũng mệt cái quạo. Lu bu lu là mấy cha con không có không ăn cơm luôn á. Kệ một năm có một con nước ha. Mà con mần trên đây nó khỏe. Chứ gặn bữa 200-300 ngàn chứ nó khỏe hơn con dưới nhà con khỏi chạy và khỏi bán lẻ nữa. Dạ. Mần rồi cái buông ra cái này, mấy cha con Quyền nó nấu cơm với chú Hai bằng cá kho nấu canh vậy ăn rồi cái súng nhau cái rồi thằng đánh dãy thằng mần mắm. Dạ. Rồi ba cha con mần mau ngon lắm. Mần khô này nè mà đông đông người mần mới vui nha. Ừ. Ít quá cái ngồi mần mệt mỏi quá cái ngồi chén nó lóc mau lắm. Dạ. Này là chú Hai đánh dãy nè, anh đang cắt cây đường lóc thịt. Vậy cái công đoạn ướp là em Huyền sẽ làm hết. Ừ, nó ướp nó làm thôi. Dạ, chuyên nghiệp rồi ha. Nó phơi, nó chở, nó ướp vừa ăn. Dạ. Rồi chú Hai ướp vừa mặn. Phải mua nước nổi mà có sợi ghép nữa hả chú Hai? Ừ. Đi chung với khô cá lóc này thôi. Khô cá lóc thì sợi ghép, sợi đầu ha. Dạ. Để dành đi cái mùa sợi ghép trong. Rồi tôi với Nhật làm trước ạ. Rồi, vậy này 20 ngàn. Rồi, xong. Cái phần đít thì nó cứng hơn phần đầu ha anh em. Phần đầu nó mau chín hơn. Ai cũng nói mình nấu gắn chung với đu đủ thì cái thịt gắn nó sẽ mau mềm hơn. Mà cái đó đúng thật sự. Gắn thì phải đi theo đu đủ. Này xịn nữa rồi ba. Hồi trước thì gắn nước nó nhiều đến nỗi mà bà con mình nhìn thấy là cũng muốn ngán rồi không muốn ăn. Mà bây giờ kiếm gắn nước ăn thì hiếm. Rồi hồi đó con cắt lúa mà dưới cầu cây ha thì gắn nước thì thôi, còn mùa nước con cái còn gọi trên cây ha thì thôi. Dạ. Yeah. Nói với gắn hộ lại. Nói gắn hộ lại là nhiều nhất. Mà con gắn nước nó ăn tạp lắm nha. Con nước ăn nhai rồi đủ thứ. Mà nó ngu lắm. Chỗ nào nghe nhái kêu là gọi là ảnh đó. Ảnh đó. Lấy chĩa lại ha. Con nắm tay không quơ cái rồi. Quơ anh bắt cái đuôi anh quơ đó. Nó hỏi xỉu cái mặt.
Nó thì nó thích sống ở chỗ mà dầm gạp nè. Nó lại mới về là lên lâm địa đồ ha. Đêm thì nằm cây, rồi nó đi với gắn hổ lãi. Tính ra là con rắn nước này là mấy năm rồi con chưa ăn đó chứ hả? Cái hai con lâu dữ lắm à. Ở những chỗ khác thì không biết sao, chứ chỗ mình là hầu như là không thấy, không có luôn. Lâu lâu giật con rắn hổ ngựa. Hổ ngựa với hổ lãi thì nhiều. Dạ. Con rắn nước thì cái độc của nó không có nhiều. Nó có thể là nó giết được một cái đối thủ của nó tầm 1 kg thôi. 1 kg đủ lại. Nó là chủ yếu là nhái, ếch nè. Cá rồi nó ăn bậy bạ vậy. Mà con rắn nước này nó cũng ham ăn lắm. Ừ. Cái con mình kêu con ếch mà lớn thì ha, mà con rắn mà nó kiểu mà nó cầm nó nuốt, nó lắc hào nó nuốt vô ha. Rồi cái nó bò đâu được. Nó nằm kiểu nằm ngang nó phơ bụng lên là con ếch nó trong kia trong bụng bự. Dạ. Yeah. Vậy chứ từ từ đã tiêu hóa từ được. Từ từ nó tiêu. Cái đó gọi là ham mồi. Ham mồi. Thơm chưa anh Xuân? Chưa đâu. Mới thơm mùi xả hả? Này cho thấm gia vị ha. Rồi cái mình đổ nước dừa vô. Dừa đâu đó. Đây mua cũng chưa chắc gì có. Nó vậy chứ hầm đu đủ ngọt sẵn rồi, cho nên nó không cần nước dừa đâu. Đây là nó còn đút vô thịt gắn cái đồ chế nước kìa. Dạ. Nên nó mình ăn cục gắn cái là nó có gia vị không? Rồi, tao cục này với cục này được à? Cái này dễ nhận biết ha, hình như cái miếng gan bự là của con rắn dài là của rắn nước. Rắn nước. Còn đúng cục cục là con rắn ghi voi. Ừ. Con rắn ghi dòng nó đâu có dài được. Dạ. Chưa thấy mấy cái người lùng mà sao kiếm cái ống biển dài được đâu. Tính ra anh Toàn anh tốt không? Về mà để lại gắn cho mình nhậu rồi thầy rồi. Anh Toàn là dính mồi bén không à? Điện gì liền hả? Ở đây chú hai cũng có mồi bén rồi, chú hai kêu nó liền hả? Dạ. Nó linh rồi hay nó chạch, nó còn nó ăn thì ra bắt lì rồi về nha. Rồi giờ gắn thấm rồi giờ cho nước vô. Nước này nãy chặt dừa đổ vô đây nè. Con không biết là thời điểm bây giờ giá gắn nước là nhiêu ký, nhưng mà hồi trước thì rẻ lắm. Không, giá gắn nước cũng rẻ con rồi, không mắc. Gắn nước, gắn hũ lãi, hũ ngựa, nó một dòng họ nó rẻ ghê. Dạ. Con rắn này chắc coi. Con rắn này mới mắc. Mấy ký à? Gắn cái dòng này mới mắc nè. Dạ. Gắn cái dòng này giờ chắc cũng 300 thì con. 300 ngoài. Một lần có xuất khẩu, bây giờ đâu có xuất khẩu đâu. Dạ. Bây giờ mình ở đây mình mới có ăn gắn đồng chứ còn còn ta ăn toàn gắn nuôi. Giờ nuôi dữ lắm. Hũ hành với lại gắn đi voi ha. Với lại gắn hũ đất nữa chú hai. Ừ. Hũ đất bây giờ người ta nuôi nhiều nha. Nuôi dữ lắm, nuôi không à. Con nghe cái chú mà nuôi gắn hổ đất nói dễ lắm, đừng cho nó cắn là được. Cái ông chú đó cũng nói dễ, rất dễ, đúng dễ luôn. Dạ. Cho nó cắn, nó cứ cắn là chị không kịp chết á. Đấy, giờ nó cắn là 24 tiếng đồng hồ mà có chỗ chị được. Chỉ cần có quyết thanh là chị được. Ừ. Nếu mà hầu lần bây giờ có thuốc là bệnh viện chích, có thuốc cho khỏi lấy nọc luôn. Dạ. Chở là bệnh viện kịp là chích thuốc. Hồi trước là phải đi lấy nọc đi ha. Lấy nọc, còn giờ là chạy xuống ngay chân chỗ chạy gắn đồng tâm nó vô đó nào. Dạ. Mà nghe nói ông kia là nó bị gắn hổ đất cắn là nó thú thịt nè, nó đụng thú thịt nè ăn vô tới xương. Dạ. Bị cái độc nó khung ra dữ dằn lắm, độc gắn hổ đất.
cho giờ thả đu đủ vô cho mềm gắn. Trời đang chuẩn bị chuyển mưa. Mồi mình gần chín rồi, ông trời chuẩn bị chuyển mưa đó. Mưa nữa thì càng tốt. Ăn cho đủ ăn gắn. Cho đủ nữa thôi. Hết luôn đi. Để hết luôn đi, giờ mình sắt kiểu này của mình đâu làm gì nữa được đâu. Coi vậy chứ chúng mình cũng hết rồi chứ hả thôi. Hết rồi múc lại mình để tủ lạnh mới giúp ăn nữa. Cũng được chứ Mập, ăn đâu á. Ừ. Lễ ra thấy nó cũng được không? Mà đang nhìn nồi đó không ngon. Xiết xiết chú Hai, gió lạnh tới, mưa tới. Chỉ mưa đen đằng kia. Dưới phần ở trên đầm lớn. Thường thường ha, trời chuyển mưa mình thấy hạt gầm hì 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 ha, mà thấy trong vẫn trong trời ha. Mà gió mạnh ngọn rồi. Gió là mưa đó. Dạ. Gió là mưa. Nhanh ha, đến nhanh lắm. Đường nào mà thoát nổi. Gió mạnh là mưa. Lên đồng chuyến này mấy hai tuần mấy ba tuần gì. Mặt người nào mấy bao công. Không, mà lúc này quen nắng rồi con ơi, mới bữa lên bữa đầu tiên á, lột da đó. Chắc làm ca nữa quá. Một ca này cỡ lít rưỡi hơn vậy. Lít rưỡi. Chính rồi đó. Anh bây giờ anh đừng có nên gấp, anh cứ xào qua xào lại hoài cho em. Chú Nằm đứng chống nạnh phía sau. Anh Nằm anh đứng xào chống nạnh nè. Gặp cái cây anh quýnh cái lò nở. Nhìn hai cục gắn, nhìn hai cái dãy nó giống nhau này không? Dạ. Nhìn là cái cục thịt nhiều, cục thịt ít nè. Dạ. Cái mà cái dãy gắn nước nó ăn giòn hơn. Công nhận là con gắn đi vô thịt nó chất lượng, dữ lắm, quá nhiều thịt. Gắn nước thịt xỉu thịt. Hồi nãy mà như luộc luộc xanh gắn đi vô. Nước mà thịt xỉu. Gắn đi dòng mà. Cúc này gần cúc cổ nè, thịt đỡ ít nè. Dạ. Cái này cũng như người gầy với người có thể người mập vậy ha. Ừ, này cái đuôi nè. Rồi buổi chiều cũng có gắn nước hầm su đủ, mời cả nhà lương xương với mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà luôn. Vô. Vô cái chạy mát mát, thư gì chịu nổi. Miếng chè ghép cặp cho nó nữa ha. Không, mà nó làm khô bỏ xương cái nó, thịt nó giòn kỹ ta. Gắn cứng. Giòn mới ngon. Giòn mới ngon. Khô lương quá ngon. Con nói vậy không? Ví dụ khô á, thà là con bỏ căm ra, con lóc cái xương đi, con bỏ. Ví dụ mà con cho anh em ăn, người ta cũng nghĩ về cái công của mình. Tội nghiệp nó ngầu. Quan trọng nhất là cái công ha. Ừ. Chứ con lấy nguyên con lấy xương không. Với lại khi mà anh ăn con khô cá lóc nuôi á, cái thịt nó nhiều. Ừ. Ăn không giòn nha, không giòn bản này. Cái càng nữa để em đây có. Dạ được. Ngon với quen. Nhớ cái vụ mà anh thua nhớ vụ ốc nè. Trời ơi, mò 2 năm ngàn ký. 50 ký, 50 ngàn, 20 ký, 100 ngàn, cái bạn mua rượu nhậu 50 ngàn ký là có giá hơn ở bùi vàng nhiều. Phát hiện 2-3 ngày ta mò hết trơn chứ hai còn đâu nữa mò nó chắc. Lại cũng ở gần đây ha, ngoài cầu quán cục mà nào. Mấy cầu á. Không mà tính ra năm đó ốc nhiều ghê thiệt chứ. Ốc bự. Ốc con nào cũng lấy nứa dạ. Vào cá. Một con bự luôn à. Con nào cũng lấy những con vào cái. Mà sau năm đó nó phát triển năm đó mạnh ghê nha. Ghê hồn thiệt. Ừ, mấy năm nay nó mất luôn. Là chỉ có loại ốc đắng thôi hả? Ốc đắng, ốc đắng. Ở dưới sông á. Có từ cái chú Hai hay xuống chỗ chú Hai tắm chú Hai vuốt vậy dạng hơi là đạn thao á. Dạ.
Đấy, được bây giờ đi mình đi mò 3-4 người đông đông mình mò cái. Không bây giờ hình như nó có mua 5.000 hay gì nè. Ở dưới mình thì 15.000 ký nha. Ừ. Không mình 15.000 ký là cái chỗ đó bán hơi rẻ. Chứ chỗ gạch và năm của mình là bán 20.000 ký đó. Dạ. Cái con ốc này ăn nó ngon là ăn 2-3 con liền mới ngon. Ăn nó nhẫn nhẫn ha. Nó mặn mặn. Nó thơm mùi xả nữa. Bởi vì ăn hơi nhẫn nhẫn thì kêu mới kêu ốc đắng. Cái năm mà em đặt giỡn ở trên Tân Hưng, em nói anh làm khô cái lúc mít này ha. Mà anh cái lúc mít này nhúng mẻ đi, nhậu ngon cũng béo, trời thồng, trời đất luôn á. Ừ. Hơn cái chạch nữa. Là cái chỗ nãy mà chú Hai nói là Gò Bà Sáu gì dạ, hả? Dạ đúng rồi anh. Công nhận em phơi khô trên môi ai cũng nhịn chứ. Đầu ăn lại nó mít ngon vậy. Cái còn nóc mít phơ kiểu mà phơ một nắng cho nó dẻo ha. Ừ. Anh ăn mới đã. Bữa nào mình lấy khô cá lóc mình nấu canh chua ăn bữa. Lâu rồi chưa ăn. Khô cá lóc hả? Dạ. Mà lúc về cá lóc thì hiếm có mùng lương với cá chạch thì được. Ừ. Cá lóc thì chưa. Như nước mùng tháng 10 á, mùng tháng 10 con cá nó sụt xuống kinh ha là trong vòng 3 bữa là làm khô đó là mệt luôn đó. Là đủ ăn tháng hả? Bây giờ mà con kinh không? Khô cá lóc rồi nè. Con lấy con nhúng mẻ đi con nhậu, con nấu mẻ. Dạ. Mẻ chuối cây á. Bắp chuối nữa không? Ừ. Còn hằng nó là nấu bắp chuối rồi thầy rồi. Dạ. Còn mấy nữa vậy đó chặt ra kho. Kho lại vậy đó ăn cơm. Kho ăn cháo cũng được, cháo trắng. Cháo trắng. Mà sao mà cá lóc này cái khô cá lóc này mà nó con chết nó ngợp á mà làm khô ngon còn sống không biết. Ừ, sao đúng rồi. Cái con sống của con làm thịt nó cứng nhắc à. Cái con cá chết nó làm thịt nó mềm mềm thịt với lại nó bụng bụng ngon ngon. Khô quá ngon. Rồi mưa luôn. Lâm gầm rồi chú Hai, chú nói hay quá. Không lớn đâu. Không, bị còn nắng mưa không lớn. Rồi bò bay. Chú Hai sẽ về ghe để đẩy cái máy. Hết rồi. Tới đó là hết rồi. Giờ mình về xích vô nè. Rộng mà. Cẩn thận chú Năm ơi, nóng rồi. Trời, trời mưa cái gom lại cho ấm cúng không? Ừ, thơm nhau ra. Cũng được rồi. Ừ. Không im mà. Quay lên kia thay á. Ăn cho nó ngon. Trời, cậu cái nước là lâu ăn lắm à. Mềm không? Bỏ rắn mà bỏ đủ vô là nó mềm lắm. Ngọt thật phục. Vậy chứ nhiều khi nó ngọt hơn con rắn di dôi nữa anh Hoàng. Ừ. Rắn di dôi tuy nhiều thịt nhưng mà không ngọt bằng nữa. Ok, nào là ăn rắn di dôi đi. Dùng chùm chân cắn cho nó lúng lúng xuống. Sao được không chú Năm? Em ha. Ngọt. Nó có đường thấm mà. Đường thấm nó cứng. Hai bên xương kia mềm.
nước nữa mà. Đưa đứa cha ăn gắn đi vong. Nước đùi nè. Cái nước cái đùi nó dài ường ha. Có. Nè cái đùi gắn nước nè. Dạ. Nó gãy ngang nè, cái anh Năm anh lấy lại nè. Có, khúc tới khúc nước đó. Anh cha lấy gắn đi vong á. Này 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 vong nè. Nhìn sao à? Vong cắn rất là thủng thủng thủng. Trời lạnh mà nhậu với cái nồi này thứ gì chịu nổi ha. Ấm bụng lắm. Đã. Cái miếng tôi đủ à. Rồi mới gót. Mới gót luôn á em. Dạ. Trời quên. Mà bữa này mà quên uống đi. Tiếc lắm. Nãy giờ mưa rồi, tối không mưa. Mà nếu cháu mưa nữa mưa khỏe không à? Họ bán mưa cá đâu bán. Cá mưa có hay là không có gì cũng phải kéo. Phải kéo. Nắng yeah. Đêm là mưa là cá chạy đó. Dạ. Yeah. Lên đây vậy đó ít nhiều gì cũng phải kéo. Chú Năm nói nha, trời nắng mà nguyên ngày mà giờ mưa là thế nào cá cũng chạy. Mà ngày nắng gắt mà chích chiều mưa là cá chạy liền. Dạ. Yeah. Chạy mình cũng chạy. Chạy mình chạy nền. Một cái ưu điểm của cánh đồng này á là nó gần với con sông Dạm Cỏ đó chú hai. Ừ. Cho nên cá nó mới vô được. Còn mấy cánh đồng khác là cá đâu vô được. Như biết sao không? Ngoài ngay sông Dạm Cỏ có cái miếng ruộng nó cũng gần mẫu. Năm nào anh cũng đi ra đó đặt là trúng hết trơn. Cái con gắn nước này tính ra ha, thế nó vị thịt nó ít hơn con gắn đi dòng thiệt, mà những cái nó ăn thịt nó thơm. Dạ. Nó, thịt nó dẻ thịt mà thơm thơm. Có gì dòng thì có phải nước nha, dòng mềm. Mà cũng ngọt. Thường gắn nước chỗ gần mấy đó mà ngon nghe mình thường. Mưa kiểu này là dai nha. Trời chích vô cái chừng xị hết chú nè. Dễ ngủ nữa, mà trời mưa nữa. Mưa là người nào biết người tính. Biết chừng nào sỉnh rồi. Mắt mình đừng mất hoài tới người nào nó hết mưa thì xíu luôn. Không, nói như năm nay đi đồng mà đặt hay là nói chung thấy anh Năm là ổng đạt. Ổng đạt nhất là cái biết sao. Mỗi năm có đầu đài, ổng không biết đài ổng lưới nằm ổng nằm đâu mà năm nay ổng nhậu cỡ nào nhậu chứ ổng chạy là ngay chát đài đi. Ngay lưới. Bữa hôm chút xíu rồi chợ ngay lưới. Cuộc ghe sao mà ghe trôi lúc vừa sáng trong kia. Ngủ vậy hết hồn hết vía. Đâu biết được. Ngủ cái 12 giờ thức giấc cái thấy một cục bệnh. Nói trời, cục bệnh đâu đây trời, không lẽ cục bệnh trôi mình nó tấp về bự dữ vậy. Cái nằm nữa ngỡ, nằm nữa cái nghi nghi. Bật vậy thì thấy anh đèn sáng là hai đầu chân rồi sắc mà kinh ra luôn. Rồi đứng dậy chống chống sợ hình chống ngay chân cái đầu lưới cho nên luôn sợ nhiều khi chống không gặp cái vớn của mình này chống tới sáng luôn nữa. Không biết cái hướng, không biết cái hướng, nhưng mà sao hình nó chống ngay đầu vớn luôn vậy. Dạ. Cái đó là rất là hên ha. Rồi đầu ngủ luôn, ngủ tiếp vô. Nói cho mình đi đồng này ha, có ý cái là nó đỡ. Một là cái máy như máy xăng đi ha, máy xăng của mình ha, đừng bao giờ mà để hết xăng, nhiều khi dông nó vuột xào gãy xào đứt dây. Dạ. Là giật máy không kịp mà châm xăng vô châm không được mà nhảy xuống dắt không được. Này nếu mà một người ăn thì mặn lắm, cho nên chú Hai sẽ cắt kia. Người ăn thì sáng không quá, nhảy dắt. Người ăn thì sáng, người này kéo dớn nổi, người kia cái không nổi tự lộn đâu. Rồi than mệt thôi. Ừ. Rồi. À, còn gắn nó nhỏ hơn thì đùm nó nhỏ hơn. Không có cái đó mới chất lượng đó. Rồi. Chạy. Vô luôn. Vô luôn. Này, không cái đó biết gìn đó. Vô.
Dạ. Đi một khúc coi. Béo. Nó có cái bộ lòng này ăn nó khác ra cái khúc mình ta không có chưa. Ngon. Ngon hơn đi. Ừ. Phải chiều nào mà cũng được vậy hả? Dạ mình có. Không mỗi lần nha. Em đặt ở Trường Sơn á. Trong cái đám chạm. Đúng rồi. Trời ơi, gắn với lương em nói anh ha, chiều nào cũng ăn mà em ăn bộ lòng mà em phải ăn gan. Ừ. Ở đó mạnh mạnh nhất quá trời luôn, mà gỗ gắn không á. Bông súng thì chỉ có nước là nướng, nướng mồi là ngon. Nướng. Đúng phải chiên cái kiểu mà chiên giòn á, ớt nước mắm phải chiên. Dạ. Ai ăn gì đó làm ăn vậy đó. Đó ở đó trời ngon lắm. Ở đó chiều hay lại còn như bữa nay ra, hôm nay chú hay mua phải không? Dạ. Hôm nay chú hay mua ba chai. Là mời cho anh xui, mốt cái quặng không mua để cho ghe. Tại không biết sao mua để ghe. Cái mấy mẹ ăn bà nó mua để ghe uống hết này cái đầu lấy kia còn hết ba chai là nghỉ chứ đâu có ai đi mua nữa. Dạ. Nói vậy đó là bữa chiều nào thằng nào cũng có chạy máy vô tiệm chứ. Cái đồng Trường Xuân thì nó lớn cỡ đồng này không chú hai? Lớn hơn. Giờ vô đây chứ lớn dữ lắm. Dạ. Xuân lúc chú hai ở KT1 cũng lớn dữ đó. Dạ. Nó đến Trường Xuân thì người ta sẽ nghĩ ngay đến chợ cá đồng Trường Xuân. Đúng rồi. Bây giờ vẫn hoạt động bình thường. Chợ Trường Xuân là cái chợ cá là nổi tiếng xưa giờ luôn. Dạ. Cá đồng. Chợ cá đồng lớn nhất miền Tây mà. Ừ. Vô. Mà thầy nói gì chứ chợ Trường Xuân thấy giờ có mấy dừa đâu một lần đâu bằng chợ Tân Thạnh không. Trường Xuân một lần lớn lắm tại bây giờ nó dân giờ chợ vô đây bao hết không còn cá nó làm chợ một lần em ra là em nói anh là gần cái cây số nguyên cái bến chợ luôn đó. Ừ. Là toàn là cá cua rồi nha. Ý, hay, giờ có 3-4 chỗ bán cho nhiêu, 3-4 dừa cho nhiêu. 8 giờ tối là bắt đầu là cái chợ Trường Xuân là bắt đầu nó mở tới 3 giờ sáng là cá thấy còn 7-8 giờ tối là con lợi nó con thấy cá khủng khiếp, cá không đương nào cả nổi. Tại vì chú hai biết sao nó giáp ganh với Long An nè. Ừ. Rồi giáp ganh với Tiền Giang. Rồi ở đó là Đồng Tháp nữa. Cho nên là những người mà thương lái cá đó khi mà kéo xong họ thu mua xong họ sẽ đem về đó để bán. Với một lần còn biết sao, một lần là mấy cái vùng này là đâu có vụ mà đường xe đồ đi đâu. Dạ. Là toàn bộ ghe gỗi ở đó vô đây nó gom ra hết, nó gom cắt mấy cái dừa trong này ra hết. Dạ. Dùng về một Trường Xuân mộc. Bởi vì mà nói khi mà lên đồng ăn toàn là mồi chất lượng. Đồ bổ không cá dân nội. Vì dưới ấm lại. Vì dưới chứ cá cũng chưa có nhiều đâu anh Quỳnh. Đúng rồi. Vì dưới mình mà nói chung như trong Tết là ví dụ tháng 1, tháng Tết đi, tháng Chạp là tép. Tép có lại gai, lại gai. Nếu mà không có tép, bữa nào không có tép là bữa đó thất. Dạ. Rồi với cá lòng tông. Cái này chủ yếu nhờ vào con tép với con cá lòng tông thôi. Mà không có là coi như là mình thất luôn. Lúc đó cá bóng chưa có. Yeah. Bước qua Tết cá bóng mới có là tép nó giảm, cái cá lòng tông nó cũng từ từ nó giảm, là chỉ còn mình mặc cá bóng với cá chốt với cá lòng kiến. Cá lòng kiến thôi khỏi nói nữa. Khỏi nói rồi. Sao tháng nào cũng có chứ. Cá lòng kiến này dục đùng đùng đùng. Ở đây dục đùng đùng. Không mà trên đây 3 cân cũng 10.000 ký đó anh. 2 cân. Ừ, toàn cân giữa. Lúc này còn 7.000. Một phát ký ai rồi đi. Trời, uống ly rượu vô cái húp miếng nước này nó đã gì đâu.